Đối với lại công ty về nhà hàng ấy thì đương nhiên là cuối kỳ nó sẽ không có số dư của thành phẩm đúng không? Nếu mà em thấy nó có số dư thành phẩm ở cuối kỳ như thế này này. Tức là một là em lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu và phiếu nhập kho thành phẩm bị thừa so với số lượng mà em xuất bán ra. Ví dụ như là em xuất bán ra là 10 nhưng em lại lập lệnh em sản xuất là 15 ấy xong rồi nhập kho thành phẩm là 15 nhưng khi em hạch toán bán ra thì em lại hạch toán bán 10 thôi thế nên thành ra nó bị thừa đúng không nhỉ yeah. đấy là nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân thứ hai là do trong quá trình mà em hạch toán các hóa đơn bán ra bởi vì ở đây công ty em vừa là nhà hàng vừa là khách sạn nên là có lúc thì em hạch toán liên quan đến khách sạn thì em không tích vào cái ô oh, là kiêm phiếu xuất kho này đúng không Giống như là dịch yeah. vụ thì mình không tích vào kiêm phiếu xuất kho đúng không? Dạ yeah, đúng Đấy Thì khi mà em không tích vào cái kiêm phía xuất kho đấy Xong rồi về sau em thêm Em hạch toán đối với các hóa đơn về nhà hàng Thì em không để ý cái đấy Em lại không tích vào cái kiêm phía xuất kho để nó xuất từ kho ra ấy Nên là thành ra là nó đang bị sai Đây Điển hình là cái này đây Em thấy không? Đối với công ty về nhà hàng, khách sạn Những thành phẩm hàng hóa này em phải xuất từ kho ra chứ nếu em không tích vào kiêm phiếu xuất kho thì nó sẽ không cập nhật phiếu xuất và không cập nhật giá vốn cho em, đúng không nhỉ? Đấy, thế nên là hàng hóa của em mãi mãi vẫn tồn ở trong kho không phản ánh giá vốn nên là công ty em luôn luôn lãi, nên em phải tích vào kiêm phiếu xuất kho này để nó cập nhật giá vốn. Em nhìn thấy chưa? Đấy, hàng hóa thì nó phải là 6321 này. Đấy. Không biết là còn cái chứng uh, từ nào nữa không? thì em kiểm tra Ê, ở đây này khi mà em ghi sổ nó báo đây này là không quá xuất quá số lượng tồn đây này chắc là do cái giờ đấy ví dụ nhé em nhập cùng ngày em nhập kho thành phẩm cùng là ngày mùng 3 tháng 1 và em xuất bán ra cũng cùng là ngày mùng 3 tháng 1 nhưng mà em lại hạch toán hóa đơn bán ra trước Sau đó mới hạch toán hóa đơn nhập kho thành phẩm sau Thì cái giờ nhập của nó đang bị sau cái giờ xuất được chưa? Và khi mà cái giờ nhập sau giờ xuất thì em phải vào cái đồng hồ này Em chỉnh cái giờ xuất này này nó tăng lên Chị giả sử chị để giờ xuất là 22 giờ đi Sau đó chị nhấn cất này Đấy, à, em thấy nó cho ghi sổ không? Dạ yeah. Tức là nếu như em hạch toán trong cùng một ngày nhưng mà nó báo kho âm Thì lúc đấy em phải sang cái phiếu xuất kho này Em chỉnh cái giờ Tích vào cái đồng hồ này Em chỉnh cái giờ này Nó tăng lên trước cái giờ nhập là được đấy. Cái giờ nhập thì em xem ở đâu Em vào phân hệ kho này này Tại cái uh, phiếu nhập kho thành phẩm ấy Đây. Ngày mùng 3 tháng 1 này Đây tại cái phiếu nhập kho thành phẩm này Đấy. Ở đây của nó đang nhập là 21 giờ đúng không? 21 giờ 06 mà hiện tại mình đang làm là 21 giờ à hiện tại mình đang làm là 20 giờ 58 đúng không? Đấy, ừ. thế nên là cái giờ của mình giờ xuất đang trước giờ nhập, thế nên là chị mới chỉnh cái giờ ở cái đồng hồ của cái ngày mùng 3 tháng 1 này trên cái phía xuất kho này. Đấy chị chỉnh nó về ngày hạn về 22 giờ đi để cho nó sau cái giờ nhập 21 giờ 06 phút đấy. Cứ sau cái giờ đấy là được. Đấy thì nó sẽ cho em ghi sổ. Thì khi mà em ghi sổ xong thì được một cái rồi thì em lại vào lại cái kho này này. Để em xem xem nào nó còn bị ông kho không. Đấy, bây giờ thấy không? Nhập và xuất nó bằng nhau cuối kỳ nó không còn tồn kho nữa, đúng chưa? Dạ. Yeah. Đấy như vậy là tạm thời là ok nhập và xuất đã đủ em phải thực hiện uh, kiểm tra kho như vậy trước khi em tính giá thành thì uh, lúc đó giá thành của em lên nó mới đúng còn không là nó sẽ bị sai yeah. và nhớ là kho thì khi xem sổ chi tiết vật tư hàng hóa ấy, không có mặt hàng hay là thành phẩm nào bị âm kho này không được cái nào bị âm kho nó cảnh báo như thế này tức là còn một số thành phẩm mình chưa tính giá thành ấy nên là nó chưa cập nhật giá kho nên nó cảnh báo như vậy không sao đây em có thể tìm kiếm nhanh bằng cách em tích vào mũi tên này chọn nhỏ hơn không đấy cái này uh, xuất bán gì đang âm ta nước cam âm này nước cam âm à ừ, chị vừa thấy cái tầng nào âm đây Nước cam à. Để chị xem nước cam xem nào Em nghĩ là nên chỉnh lại từ đầu á Tại vì nó sai ngay từ đầu luôn á Không, không cần đâu Của em cơ bản là đúng mà Nó chỉ có một số cái sai thôi Nước cam này nhập tổng là 24 à? Nhập, nhập 24, xuất 24 đây nhập 24 em xuất 26 đây này. Của nó có xuất ra là 5 4 3 2 4 4 2. Đúng không? 5 4 3 2 4 4 2. Cái phiếu này 5 4 3 2 4 4 2 à rồi. Phiếu đấy là của ngày nào ta? Ngày 19 tháng 2. Hóa đơn bán ra số 261 Em tìm trên giáo trình hóa đơn bán ra số 261 Phần 9 Đây à? cam 4 đúng không? Thế sao cái của em vẫn đúng nhỉ? Tổng tiền của em vẫn đúng nhỉ? 5, 2, 0, 4, 100 Chị thấy em lên tờ khai đúng mà Sao nó lại đúng được nhỉ? Đây này, cái hóa đơn 261 đây này Có bị lệch số hóa đơn không ta? Dạ không, số hóa đơn em chỉnh đủ rồi đúng Chỉnh đủ à? Ngày 9 tháng 2 Đây là của nó ngày 22 tháng 2 cơ mà Mà 261 của em ở đây đang là ngày 19 tháng 2 Không phải và phân hệ bán hàng nhìn cho rõ này Ngày 22 Đây Nước cam 6971 đúng rồi 6971 đây 6971 đây nước cam cam ép kia chị nước cam ép đây 4 mà 4. à thế thì cái hóa đơn của cái 261 này là đúng không cam ép được kìa 261 là em đang bị sai đúng không 261 là ngày 19 tháng 2 thế thì bây giờ em phải nhìn hóa đơn ngày 19 tháng 2. Thế phải là 260. Đúng không? Em đang bị lệch số hóa đơn đấy. Đây, nước cam ép ở đây có 4 lon thôi, bia là 6. Bia là 6. 4 đúng rồi mà nhỉ? À, em chọn lộn. Em chọn lộn. Đây là bia này. Đây là nước cam này. Đúng không? Hình như là nó bằng bằng giá nên là nó nó dọc nó đúng số. À... Không, hai cái giá khác nhau mà. 34731. Nước cam là 4. đơn giá bán là 20. Đấy, em em sửa lại đi. Thế nào hai cái giá này nó lại đảo cho nhau nó lại bằng nhau thế? 4 20 em sửa lại đi. rồi sáu rồi em nhìn tổng tiền xem đúng không 4731, đúng rồi chị ba ừ rồi ok kiểm tra tiếp cái kho hàng hóa này tổng hợp tồn kho Hàng hóa, đồng ý 1696 Của chị là 1331 cơ Lệch mấy trăm nghìn em ạ Tổng nhập là 684 Tổng xuất là 681 đúng không? Dạ đúng Tổng tồn là bao nhiêu? 75 78. 75 Đây em có 78 2000... này Không, 2091 này hai là đúng này, 41717 là đúng này, bốn năm à, cái giá trị này có thể khác nhỉ? tám ba sáu bảy bốn chín năm ba mốt hai mười sáu 4 hai bốn ba hai tư mười sáu tư hai bốn đúng rồi số lượng là đúng rồi số dòng là cũng đúng này cũng mười dòng này đau kỳ là bảy đúng đúng rồi cái đây đúng rồi ô sao thế à em tính lại giá xuất kho đi khả năng vừa rồi mình sửa lại cái um, bia với lại nước cam ấy nên là khả năng nó nó đang nhảy cái giá nó không đúng thực hiện lại thì giá xuất kho lại, ừ, ok, một ba ba một đúng rồi một ba một tám bốn hai chuẩn luôn em ạ. rồi thế là bây giờ cái kho của em nó có các cái vấn đề như thế nào em thống kê lại chị xem nào. dạ thứ nhất là bị uh, tồn kho của cái thành phẩm ừ. bị uh, thiếu do thiếu cái kiến xuất kho. đúng rồi bán rồi. rồi sai cái uh, giống như là sai cái đơn vị tính đúng rồi rồi nhập lộn cái cái uh, Chọn mã sai này. mã vật tư đúng rồi yeah. gì nữa nhỉ hôm trước hôm trước còn sai hôm trước sai cái gì nhở trước sai định mức món ăn ờ à. à, định mức món ăn đúng với định... lại hoặc uh, toán sai chứng từ ờ đúng rồi đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến sai kho Yeah. Thì uh, sau này trong quá trình em làm thực tế thì em lưu ý những cái vấn đề đấy. Trước bởi vì em làm trên thực tế là em không có gì để đối chiếu đâu, đúng không? Yeah. Đấy, thì em phải lưu ý những cái vấn đề như em vừa liệt kê ra đấy là nó đấy là nó hay thường sai như thế thì mình kiểm tra xem mình có bị mắc phải hay không. Yeah. Rồi, và sau khi em tính kho xong thì em mới thực hiện tính giá thành nhá. Yeah à tính kho xong thì em kiểm tra lại một lần nữa xem là công cụ dụng cụ em phân bổ đã đủ hay chưa ví dụ em tính giá thành theo quý thì tất cả công cụ lương tài sản cố định là em đều phải làm theo quý đúng không Đấy, thì ở đây này công cụ làm theo quý hay chưa này tài sản em tính khấu hao theo quý hay chưa này rồi lương em hạch toán trích lương trích bảo hiểm quan trọng là cái trích trước bởi vì là cái trích nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí mà Đấy, xem là mình trích đã đủ đến đúng cái quý hay chưa Đấy, nếu mà đúng đủ rồi Thì lúc đó em mới thực hiện tính giá thành Thì tính giá thành ở đây thì em có hai mảng đấy Một mảng là nhà hàng với lại một mảng là khách sạn đấy Đúng không nhỉ? Thì em sẽ phải thực hiện tính Ủa sao phải chia ra chị? Ví dụ như có số 3 nữa là phải chia ra luôn thêm cái số ờ, 3 đúng rồi, đúng rồi Để em theo dõi doanh thu giá vốn của từng mảng mà ví dụ như bây giờ hiện tại là đang có uh, thuê xe, spa, nhà hàng, phòng, giặt ủi, vậy là tính bốn cái luôn anh chị đúng không? Những cái loại dịch vụ đấy thì nó lại là thuộc tính giá thành theo dạng công trình. Đấy. Còn đối với mảng nhà hàng tức là thành phẩm món ăn thì lúc đấy mình tính giá thành theo sản sản xuất liên tục giản đơn. Thì khi em tính gộp giản đơn hay là công trình dịch vụ này này thì nó sẽ tự lên cái doanh thu và chi phí cho từng dịch vụ cho em luôn chứ không phải là mỗi một dịch vụ đấy mà em thực hiện thao tác thành mấy lần đâu. Em hiểu không? Thế thì ở đây trước khi em thực hiện tính giá thành thì uh, như chị vừa bảo là kiểm tra kho với lại công cụ tài sản đúng không? Tiếp yeah. theo là em kiểm tra xem các cái nghiệp vụ mà em hạch toán nợ tài khoản 154 vì em làm theo thông tư 133 mà. Thì em kiểm tra các nghiệp vụ hạch toán nợ 154 xem em chọn đúng đủ khoản mục chi phí hay chưa? Thì em phải vào chỗ tìm kiếm này. Từ ngày từ ngày mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12. Đấy. Em nhấn cập nhật này. Em nhấn thêm này. Chọn tài khoản nợ bắt đầu bằng 154. Đấy. Có phải chị vẫn nói với em là nợ 154 phải chọn khoản mục đúng không? Thì bây yeah. giờ em tìm cho chị điều kiện này. 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 này. Hoặc là đến ngày Cái này em chọn đến ngày 31 tháng 3 cũng được Bởi vì mình làm theo quý sợ tháng 12 Có liên quan đến cả của em nữa Đấy nhấn cập nhật lại này Sau đó em nhấn vào tìm kiếm này Đấy, Phần mềm nó sẽ cập nhật ra Cho em các nghiệp vụ mà mình hạch toán nợ 154 Đấy xong em mở to ra này Đấy, Em kéo thanh cuốn sang bên phải này để em xem xem nào khoản mục chi phí ở đây em nhìn thấy không lúc này mình là khoản mục chi phí là trống đấy để xem có cái nào mà em hạch toán nợ 154 mà em chưa chọn khoản mục chi phí hay không thấy không đây những cái nào mà em hạch toán nợ 154 em không chọn khoản mục chi phí là nó sẽ bị sai nó sẽ sai giá thành đấy như chưa thế thì bây giờ em phải tích vào cái chứng từ này em nhấn bỏ ghi em sửa em chọn khoản mục chi phí cho à chị em chọn cho chị sản xuất chung của buồng phòng đi em Dạ, yeah, sẽ xuống chung ngoài buồng phòng. Đúng rồi. Rồi, ok, đóng lại đi. Mà cái này nếu như mà em dùng cho buồng phòng ấy, trong khi đó em nếu như trong trường hợp thực tế em theo dõi là cho các cái phòng đôi, phòng đơn hay là phòng gì đấy thì em biết được buồng phòng nào thì em chọn luôn dịch vụ là buồng phòng đó, đúng không? Dạ. Yeah. Còn ở đây em chọn cho chị là dịch vụ tiền phòng bởi vì ở đây em có nhiều các dịch vụ khác. Nếu mà em không chọn dịch vụ nào ấy thì tí phân bổ chi phí chung này này nó lại phân bổ cả cho các cái dịch vụ mà nó không thuộc những cái chi phí này vào ấy. Ví dụ như là giặt ủi nó đâu có những cái chi phí này đâu, đúng không? Đấy, thì bản thân cái này nó tập hợp cho buồng phòng thì em tập hợp luôn cho buồng phòng đi cho dễ. Đấy là nợ 154 mà chưa chọn khoản mục chi phí nhé. Lúc này chị bỏ cái này đi này Tiếp theo này Cái khoản mục chi phí này Em chọn cho chị là trống này Để xem là nó có những cái gì Cái này liên quan đến cái gì đây ta à, tìm kiếm, kiếm để, để chị tìm kiếm lại Rồi ok Cái công trình đi Công trình này Chọn là trống này Những cái nào là trống này Ví dụ như là Cái này là giặt ủi đúng không Đấy. Ừ em tạo là giặt ủi rồi nếu như mà nó có giặt ủi rồi ấy thì em tích luôn nó vào của giặt ủi đi đây công trình này này em chọn luôn thống kê đầu vào của giặt ủi thì nó là giặt ủi luôn đi công trình là giặt ủi ấy để uh, khi mà em tính phân bổ chung ấy em không phải loại bỏ nó ra nữa đây này chị cho em xem cái này nhá nếu mà em tính giá thành ở đây này đấy chị giả sử chị chọn là quý một này lấy dữ liệu này nó chưa lên hết thì mình tích chọn tất cả này phân bổ chi phí chung đây cái bước phân bổ chi phí chung này nếu như mà những cái chi phí liên quan đến giặt ủi ở đây em thấy không đúng ra là nó tập hợp cho là chỉ có giặt ủi thôi đúng không đấy nhưng mà ở đây em thấy cái công trình ở đây không cái cái dòng cột công trình như này nó chọn hết mấy cái mã dịch vụ không đấy thì lúc nãy nếu như mà em không tập hợp cái giặt ủi ở bên phần công trình khi hạch toán thì ở đây em phải tích bỏ những cái này đi Đấy. em chỉ giữ lại mỗi cái dịch vụ giặt ủi thôi tức là mình muốn phân bổ cái dịch vụ giặt ủi này cho cái dịch vụ giặt ủi đúng không dạ. Đấy. em tích bỏ như thế còn nếu như mà trong quá trình em hạch toán nếu như nó của giặt ủi thì em chọn luôn thống kê giặt ủi ở đây là công trình giặt ủi đây thì nó sẽ không hiển thị cái chi phí giặt ủi ở trên này nữa bởi vì em tập hợp thẳng nó vào giặt ủi rồi thì ở đây nó sẽ không còn nữa đâu em hiểu không đấy thế nên ở đây em có mấy cái giặt ủi lên này, này em chọn luôn vào giặt ủi đi cho nó dễ bỏ ghi sửa ba cái đi thế chị em dạ xong rồi lấy lại dữ liệu này em thấy cái giặt ủi nó mất không dạ còn nếu như cái vận chuyển này em cũng muốn theo dõi riêng cho dịch vụ vận chuyển chẳng hạn thì lúc đấy những cái nghiệp vụ này em cũng chọn luôn cho dịch vụ vận chuyển. còn nếu mà em muốn tập hợp cho dịch vụ buồng phòng thì em tập hợp thống kê luôn chọn là công trình là buồng phòng luôn. em hình dung ra không? Dạ. Yeah. còn ở đây em theo dõi riêng nhá. theo dõi riêng thì em chọn luôn là dịch vụ vận chuyển nhá. còn em mà không chọn dịch vụ vận chuyển cho công trình là dịch vụ vận chuyển ấy thì trong lúc em phân bổ chi phí này này, cái dịch vụ vận chuyển này đương nhiên nó không phân bổ cho giặt ủi được, đúng không? thì em phải tích bỏ giặt ủi đây đi ethic bỏ cái thuê xe dịch vụ thuê xe đi nếu như nó tập hợp cho dịch vụ tour hoặc thuê phòng ok em để lại yeah. đấy nó có nhiều cái cách tập hợp chi phí một là em hạch toán thẳng các cái hóa đơn mua vào tập hợp thẳng luôn vào cái công trình luôn hai là em hạch toán chung như thế này cũng được nhưng khi phân bổ chi phí chung em phải tích bỏ những cái dịch vụ nào mà không cần phân bổ vào thì em tích bỏ nó đi đấy nó có hai cách nhá Thế thì em xem em chọn theo cách nào để em làm quay lại cái chỗ tìm kiếm vừa rồi cái đấy vừa nãy chị để chị giải thích cho em để em hiểu thôi còn bây giờ lại quay lại cái tìm kiếm là nợ 154 đấy em tìm kiếm tiếp cho chị cái thằng công trình là chọn là trống để xem là còn những cái dịch vụ nào cần thiết chọn công trình luôn trong quá trình hạch toán hay không thì em chọn luôn đấy kéo thanh cuốn sang bên phải bên cột công trình này em chọn là trống trống nhưng mà ở đây những cái này nó có tập hợp là nguyên vật liệu uh, tập hợp đối tượng tập hợp chi phí rồi thì uh, đương nhiên là cái này nó trống là đúng đúng không cái này em cũng chọn đối tượng tập hợp chi phí là trống luôn này thì nó sẽ ra này Đấy. cái này nguyên vật liệu này không có ấy à không có chọn đối tượng gì à à em uh, để phân bổ cho bếp đúng không dạ yeah. uh. Đúng ra em nên để cái này là sản xuất chung mua ngoài dùng cho bếp này Hoặc là sản xuất chung vật liệu cho bếp này Thì em sẽ dễ phân biệt hơn này, đây này. Hôm trước chị định bảo em đấy Nhưng mà thôi chị cứ để em chọn đấy Đây này, vật liệu bếp này. đây này Tí mình tính giá thành, mình phân bổ nó sẽ dễ hơn Bếp, bếp mà nhân công trực tiếp này buồng phòng, cái này buồng phòng đúng không? Dạ đúng. Ừ. Buồng phòng nếu ấy thì em chọn buồng phòng được còn không thôi để để được tí nữa trong quá trình mình phân bổ mình tích bỏ nó đi cũng được. Rồi, ok, tạm thời thế đi. Thế là tất cả các khoản mục chi phí là em đã chọn đầy đủ nhá. Dạ. Công trình đối tượng thu hợp chi phí cũng chọn đầy đủ rồi. Em có cần thực hiện cái thao tác tìm kiếm chứng từ không? Bởi vì chị thấy nhiều người thao tác hơi chậm đấy. Em thử thao tác chị xem xem nào. tìm kiếm chứng từ này là để ừ. mục đích để kiểm tra lại cái mà tài khoản 154 hả chị? Đúng rồi, hoặc là kiểm tra những cái gì mà em cần tìm. Nó là dạng kiểu dạng tìm nhanh ấy, em. À, dạ ừ. rồi. Nhấn cập nhật, nhấn thêm, chọn kỳ nữa thì nó sẽ lấy hơn. Lúc đầu đúng ra ấy, nó phải là chọn kỳ, từ tức là từ ngày nào đến ngày nào mà em muốn tìm kiếm ấy Đây này Em muốn tìm kiếm từ tháng 1 đến tháng 3 đúng không? Yeah. Thì em phải tìm theo ngày hạch toán từ tháng 1 đến tháng 3 trước Sau đó em nhấn vào chữ cập nhật Rồi nhấn vào chữ thêm Lúc này em mới chọn là nợ 154 Tìm theo tài khoản nợ Rồi bắt đầu bằng 154 À nếu mà nó Em phải Lấy nhìn nó có cái đủ điều kiện như thế này này. Những cập nhật này, đấy em phải nhìn nó có điều kiện đủ như thế này thì em mới tìm được. Đúng, chuẩn, hiểu không? Được rồi. Ở đây nó có nhiều điều kiện mà. Mình muốn tìm theo cái gì thì mình chọn cái đấy thôi. Muốn tìm theo mã thành phẩm hay là mã đối tượng tập hợp chi phí nó có hết mà. ok. Uhm. Tiếp theo thì em đi tính giá thành này ở đây là em phải có cái mảng nhà hàng là nó chiếm nhiều chi phí nhất đúng không? À, dạ em đúng. tính uh, em tính mảng giá thành của nhà hàng trước. giá thành nhà hàng thì nó tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn nhá. là sao chị? của nhà hàng ấy là nó, nó tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn. còn khách sạn thì nó tính giá thành theo dạng công trình. nhớ hai cái phương pháp của nó nhá. nó có gì khác nhau hả chị? có nó khác nhau là sản xuất liên tục giản đơn ấy là nó phải nó áp dụng cho các cái công ty về sản xuất có định mức nguyên vật liệu và thành phẩm còn đối với làm công trình này, này nó áp dụng đối với các công ty về dịch vụ các lĩnh vực về dịch vụ như là dịch vụ khách sạn hay là dịch vụ xây dựng ấy hay dịch vụ tư vấn ấy mà nó theo dõi doanh thu chi phí theo dạng công trình ấy tức là em trong quá trình em hạch toán em có nhớ em chọn các cái thông tin ở bên cột công trình không đấy là để nó áp dụng cho cái giá thành công trình đấy nhớ là sản xuất liên tục giả đơn ấy là áp dụng đối với công ty sản xuất nhà hàng có định mức và có thành phẩm đối tượng tập hợp chi phí đúng được chưa dạ rồi áp dụng đúng giá thành cho từng lĩnh vực đấy chứ không phải là lĩnh vực nào áp dụng bừa đi được đâu còn đối với các công ty về dịch vụ như là dịch vụ vận tải xây dựng khách sạn dịch vụ tư vấn bệnh viện thì nó áp dụng theo dạng tính giá thành công trình gia công cũng là làm giai đoạn công trình em ghi để chưa? được chưa dạ rồi chị rồi ok các bước tính giá thành đối với mảng nhà hàng nhé. Thì em sẽ vào phân hệ giá thành này. Chọn sản xuất liên tục giản đơn này. Lần lượt thực hiện bước 1, bước 2 ở góc trên cùng bên trái. Em tự thao tác. Đúng rồi. Tính theo quý nhé. Chọn quý 1 đi. Quý 1. Đánh số 1 vào đấy. Đúng rồi. Lấy dữ liệu. Nếu như mà trong trường hợp em lấy dữ liệu mình em sợ bị sót ấy. Em nhấn vào chữ chọn này này. Đấy. Nó đang bị sót một thành phẩm đấy. Tích nốt nó vào xong nhấn đồng ý cho nó lên. Rồi ok cắt đi bước thứ hai tính giá thành đúng rồi phải chọn đúng cái kỳ mà mình cần tính nhá em mở to cái giao diện này lên cho chị ở đây em đang làm là làm về mảng gì dạ các em đang làm về mảng nhà hàng đúng không dạ rồi ừ. nên là em nhìn tên khoản mục chi phí này này cái nào mà dùng cho nhà hàng thì em để phân bổ lần này là một phần trăm cái này là buồng phòng đúng không dạ. em để phân bổ là không phần trăm tức là em không được phân bổ cái chi phí này cho dịch vụ nhà hàng và cái chi phí này nó sẽ được đẩy sang cái lúc mà mình thực hiện tính giá thành công trình của khách sạn ấy buồng phòng ấy yeah. thì nó sẽ vào cái nào mà bếp thì ok nhưng mà buồng phòng em để là không đấy tương tự tìm cho chị những cái nào buồng phòng chọn là không này và dịch vụ em cũng phải để là không nhá mình chỉ ghi nhận được của cái bếp thôi cái này là cái gì ta nhà hàng ừ. và đối với mảng nhà hàng này chế biến món ăn thì uh, cái gì nó là chiếm là cái chi phí chính nhỉ? Ừ đúng rồi nguyên ờ, vật liệu chiếm chi phí chính do đó cái tiêu thức phân bổ ở đây chỉ để là tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp Đấy chưa và những cái chi phí này đều tạo ra món ăn của nhà hàng mà các món ăn của nhà hàng thì nó đều là các cái thành phẩm đây này em nhìn thấy không? Yeah. Đấy. Tất cả những cái thành phẩm này nó đều là thành phẩm của nhà hàng nên là mình tích hết. Nó chọn hết rồi thì em không cần phải bỏ ra nữa. Còn nếu như mà em không muốn phân bổ vào cho thành phẩm nào thì em bỏ nó đi như thế này cũng được. Em hiểu không? Dạ. Yeah. Sau đó em nhấn vào chữ phân bổ này này. Phần mềm nó sẽ tự phân bổ những cái chi phí chung mà mình chọn phân bổ lần này 100% ấy. Đấy, nó sẽ phân bổ vào cho từng thành phẩm. Em biết tại sao nó có cái số tiền phân bổ này không? Tại sao mà em thực hiện phân bổ một phát và nó ra luôn cho em số tiền? Là bởi vì như thế này này Cái số tiền uh, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là em biết rồi Đúng không nhỉ? Nó Thì chính là cái, cái gì mà, đấy? Những cái mà nhập vào để tính món ăn hả chị? Đúng rồi, nó chính là những cái phiếu xuất kho nguyên vật liệu Mà em thực hiện cái bước tính giá xuất kho ấy Nó ừ. lên giá tiền của uh, từng nguyên vật liệu đây ở cái bước dạ. em tính giá xuất kho ấy em nhớ không dạ, dạ, dạ. đấy thì nó sẽ lên cái số tiền ở trên các cái phiếu mà em xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất đấy em nhớ chưa và nó tập hợp cho từng thành phẩm thì lúc này em sẽ tính lên được cái tỷ lệ phần trăm cho từng thành phẩm là bao nhiêu đúng không em muốn tính tỷ lệ phần trăm thì em mấy cái uh, nguyên vật liệu trực tiếp của một thành phẩm mà chia cho tổng nguyên vật liệu này đúng không nhân một trăm uhm. đấy thì nó sẽ ra tỷ lệ phần trăm lúc này mình kéo công thức xuống này thì có phải là dê hấp là 17 dê xào lan là 7,4 không thì ở đây em sẽ thấy được này dê hấp là 17 này dê xào lan 7,4 này đúng chưa yeah. tiếp theo 10,6 13,3 này 10,6 13,3 đấy nhá thế là nó căn cứ vào tiêu thức nguyên vật liệu này để nó có tỷ lệ phần trăm này sang các cái cột chi phí chung mà nó chưa được phân bổ cho thành phẩm nào đúng không dạ yeah. đây sẽ nó sẽ được có sang những cái cột chi phí chung này đây đấy từ cái cái phần trăm này mà nó nhân với lại tổng số tiền phân bổ lần này thì nó sẽ ra được số tiền phân bổ cho từng thành phẩm đúng chưa em dạ yeah. yeah. đây đối với lại nguyên về trực tiếp nhân công trực tiếp của nhà hàng đây hai mươi đây đây tổng 25777 đúng không? Thì nó lấy phần ừ. trăm này nhân với 25777 này ra cái số tiền này. Tương tự các cái thành phẩm dưới cũng thế và tổng lại số tiền nó bằng đúng 25777 bằng đúng cái số tiền nhân công trực tiếp của nhà hàng. Đúng chưa? Đấy, thì tương tương tự đối với các cái nhân các cái chi phí khác chung khác nó cũng được điền vào đây. Nếu như mà mình phân bổ tại cái kỳ tính giá thành này ấy thì nó sẽ điền cái phần trăm vào đây để nó nhân ra được cái số tiền 444 này 4694 này đấy, à, cột này đây đúng không các cái cột khác còn cột nào mà em không phân bổ ở lần này thì tỷ lệ phân phân bổ của nó là không đây này đây, đấy thấy wow. không cái này là của bùng phòng đúng không yeah. đấy, nên là tỷ lệ của nó là không là tức là mình không phân bổ vào cái kỳ tính giá thành này em nhìn thế này em có hiểu không cái này là phần mềm đương nhiên là nó tự tính, nhưng mà chị muốn giải thích để cho em hiểu ấy, tại sao nó lại có những cái số tiền này thôi. Thì em cứ hiểu là em sẽ lấy tổng cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, của... tức là con số ở trên này. Ờ à, em không, em em sẽ phải hiểu là mình sẽ lấy số tiền chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính ra được tỷ lệ phần trăm, đúng không? Từ tỷ lệ yeah. phần trăm này em nhân với lại số tiền chi phí chung thì sẽ ra được cái số tiền chi phí chung của từng thành phẩm đấy chứ dạ, em hiểu rồi, em, hiểu rồi. Đấy. em chỉ cần hiểu như thế là được để nếu như ai người ta hỏi ấy thì em còn biết giải thích ấy dạ. ừ. còn đâu em nhấn phân bổ em thực hiện nhấn phân bổ thì nó tự phân bổ rồi thì em nhấn tiếp theo ở đây thì nhà hàng nó không có dở gian đúng không ừ, không có quy định ừ. nên là dạ. em không cần phải tính dở gian còn nếu như mà nó có rở dang đối với các loại hình doanh nghiệp khác ấy thì em điền cái số lượng rở dang vào đây là được rồi em nhấn vào tính giờ ra thì nó tự tính cho em thôi. Còn đây mình không có thì thôi mình nhấn tính giá thành. Tại cái bước tính giá thành này thì em nhớ nhấn vào cập nhật giá nhập kho. Mục đích là cập nhật giá nhập kho trên cái phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất ấy. Còn cập nhật giá xuất kho ở đây là em cập nhật giá vốn 6322 đấy. Là giá vốn mà em xuất bán thành phẩm khi mà em hạch toán chứng từ bán hàng ấy. Mà em tích kiêm phiếu xuất kho ấy. Yeah. Đấy. Thì phần mềm nó cũng tự tính cho em theo giá bình quân thôi Rồi cập nhật thành công thì em nhấn OK này Nhấn cất, cất thành công, nhấn OK Tại cái kỳ sản xuất liên tục giả đơn này em nhấn lấy dữ liệu thì nó sẽ lên số liệu lên đây cho em Được chưa? Và lúc này em vào phân hệ kho này Cái phiếu nhập kho thành phẩm ấy Nó cũng lên cho em số tiền luôn đây này Em thấy không? Có phải lúc mà em hạch toán lộc nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất ấy Thì em chỉ thao tác đến số lượng không? nó tự lên dạ cho đúng. em số lượng không dạ còn đơn giá nó không lên đấy thì bây giờ nó sẽ lên cho em theo đơn giá bình quân đấy và em có thể vào báo cáo phân tích này này em mở cái bảng tổng hợp tồn kho thành phẩm ra đi đấy, em tổng hợp tồn kho thành phẩm ờ à, em chọn báo cáo chọn báo cáo tận tổng hợp tồn kho thành phẩm đấy em xem xem nào kho thành phẩm của nó xem cuối kỳ của nó có tồn không có tồn giá trị không Dạ yeah, không, đúng rồi. Không tồn thì là ok, Được chưa? Dạ. Yeah. Đấy là đối với lại giá thành của mảng nhà hàng. Nếu như công ty sản xuất thì em cũng tính như thế, tương tự như thế đấy. Em nghĩ là em sẽ cần 1 2 ngày gì đó để thẩm lại cái này. <laughs> đúng rồi. Em phải xem lại. À, em xem lại đi xem nào có chỗ nào không hiểu không? tí nữa chị sẽ gửi cho em cái video mà chị quay lại à có video của cái này hả chị ờ chị vừa ấy đấy chị vừa chị đang quay đấy